Nhà này hai phòng ngủ mới xây, sân trước để ô tô thoải mái. Giờ chủ kêu bán lại là 1 tỷ 250 triệu. Ngang 5 dài 23 và hướng chính bắc, nằm ở ngay cụm công nghiệp Thanh Điền thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và cách Sài Gòn An Sương là 86 km. Từ nhà ra ngã tư công ty Vinayor này là 500 m nè. Ở bên kia có trường học nha. Thì nhà nằm trong cái đường nhựa này. À, cách con đường nhựa này là 80 m. Đây mình chạy vô 500 m ha. Đây mình chạy thẳng lên trên là khoảng 500 m là tới công ty Vinayor nha. Còn hướng bên này mình đi xuống dưới đây là về khu kinh tế cửa khẩu Một Bài nè, là khoảng 28 cây. Đó, đường này mình cũng chạy về Sài Gòn được luôn nha các bạn. Chợ thì chạy thẳng lên đây cây số nữa là ra chợ Thanh Điền nha. Còn hướng bên này một cây số là ngã tư Thanh Điền. Ở ngã tư Thanh Điền á, thì có rất là nhiều tiện ích nha. Bên kia là điện máy xanh Thế Di Động, bên này là Bách Hóa Xanh nè. Rồi nhà thì mình đi 1 km thẳng xuống dưới đây là tới ngã tư công ty Vinayor ha. Hướng này á là đường quốc lộ 22B các bạn. Hướng này đi về hướng Châu Thành ha. Còn bên này nè là về Sài Gòn nữa các bạn. Quốc lộ 22B nha. Từ đây về Sài Gòn khoảng chừng 85 cây. Đó, còn nếu mà anh chị em đi cái hướng bên này khoảng 3 cây á là mình về tới chợ Tây Ninh, về bến xe Tây Ninh. Ra Vincom là khoảng 4 cây từ vị trí này nha. Nhà cách Vincom á là 5 cây. Cách Tòa Thánh Tây Ninh là khoảng 6 7 cây các bạn. Và cách khu du lịch Núi Bà là khoảng độ chừng 12 13 cây. Thì toàn bộ nhà đất là 1 tỷ 250 triệu. Anh chị em nếu quan tâm tới vị trí này thì hãy thả cho anh em mình một tim, một like. Rồi chúng ta cùng nhau đi tới tham quan, phân tích hiện trạng và tiềm năng ở khu vực này luôn ha. 5 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Đây là khu vực ngã ba sát bên căn nhà của chị Yến nè các bạn. À, ra ngoài đây là khoảng 20 m ha. Còn hướng này mình đi ra 60 m là ra tới đường nhựa nè. Thì ra đường nhựa mình quẹo trái 500 m là ra tỉnh lộ 786 ngay khu vực trường học á. Bây giờ chúng ta đi xem nhà nha. Con đường hiện trạng ở trước á là khoảng chừng 3 m 3 m rưỡi, ô tô chạy vô tới nhà luôn. Anh chị em nhớ xem clip, đừng quên thả tim bấm like để tạo động lực cho anh em mình đi quay vô buổi giữa trưa như thế này nha. Đây, khu vực này thì nằm ở một khu dân cư hiện hữu, xung quanh là nhà cửa khá nhiều các bạn. Ở bên trong cũng nhà nè. Còn nhà thì nằm trên lô đất cũng rất là vuông vức nha. Hướng chính bắc luôn, hướng bắc là đông một chút xíu thôi. Trước mặt tiền cũng 5 m, sau cũng 5 m luôn ha. Đó. Đây cổng rào, cửa sắt, rồi sơn xám mặt trước là cũng có dán gạch bóng kiến nè các bạn. Bên trong này khoảng sân này là mình để ô tô cũng ngon lành luôn nha. Đó, thì cái diện tích ở khu vực này là khoảng 30-35 m². Các bạn thấy là bờ bao tường nè, là cũng dán gạch hết nè các bạn. Đó, song sắt nè. Xung quanh là dân cư, người ta ở cũng sát sát liền kề không. Chỗ này tiện lợi là tiện ích nhiều, gần đường lớn. Đó, đi ra trung tâm cũng rất gần luôn. Ra tới Vincom thì có 6 cây thôi, tới Tòa Thánh là khoảng 7 cây. Vòng vòng là cụm công nghiệp nên là nhà xưởng, anh chị em vừa ở vừa có thể là làm ở vòng vòng xung quanh nhà, bán kính chừng cây số trở lại ha. À, công ty nhà xưởng rất là nhiều. Chợ thì ở đây có tới 3 cái chợ trong bán kính là khoảng chừng cây rưỡi nha. Chợ Thanh Trung, rồi chợ Thanh Điền, rồi chợ Công Nhân, chợ Hoàng Gia đó. Đó. Điện máy xanh Thế Giới Di Động, Bách Hóa Xanh thì cũng cách vị trí nhà là 1 cây rưỡi. Rồi ở phía ngoài là khu vực hàng ba nè, có bức tranh thiền tài lộc, bên này là cây mai phong thủy ha. Rồi,
chính diện căn nhà. À, mặt dựng là cũng dán gạch bóng kiến hết luôn. Cửa sắt kính cường lực, 6 cánh nha. À, trần là có 3 đồng tiền xưa ở phía trước nè. Đây khu vực phòng khách khoảng 25 m². Hai bên là có cửa sổ và rèm. Điện âm tường. Xung quanh là dán gạch. Cao khoảng 1,5 m. Trần là phong thạch cao. Đèn âm trần rất là nhiều luôn. Thì nhà có chiều dài là hơn 23 m. Hiện trạng là có 2 phòng ngủ. Đây. Đây mời anh em vô xem. Đây, phòng ngủ thứ nhất nè. Trong phòng ngủ là cũng dán gạch cao 1,5 m ha. Trần là tấm nhựa thả. Rồi. Đây phòng thứ hai. Mỗi phòng là diện tích khoảng độ chừng 10 m² nha. Cửa nhôm, kính mờ. Khu vực hành lang này là khoảng 1,3 m. Tiếp tục ở phía sau chúng ta có phòng ăn, nhà bếp. Mặt bếp là làm đá hoa cương luôn. Chậu rửa inox 2 học ha. Còn sàn là gạch 60. Ở phía sau này là sân phơi, phòng tắm, nhà vệ sinh. Hai bên là riêng biệt luôn nè. Mình có thể là tắm bên đó, bên này cũng được luôn. Coi như là hai phòng tắm nha. Phía sau thì có một cái cửa nhôm các bạn. Rồi, hiện trạng là vậy ha. Vị trí thì ok rồi. Anh chị em xem lại tổng quát lần nữa. Từ sau ra trước. Căn nhà 1,250 tỷ này nha. Sổ hồng chính chủ. Không có qua trung gian môi giới gì nữa. Coi như ra đầu đường 786 là có trường học ngoài rồi nha cả nhà. Đây mời anh chị em xem luôn cái giấy tờ luôn ha. Sơ đồ thửa đất nè. Ngang 5, ở phía sau cũng 5 luôn. Cạnh dài nhất là 23,17. Hướng bắc lệch đông một chút thôi. Thửa đất số 729, tờ bản đồ 13. Đây là ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích là 115,3 m². Này sổ hồng riêng nè, không có sợ tranh chấp nha. Thổ cư là 50 m², còn lại là cây lâu năm. Không dính lộ giới liệu luôn. Mà chỗ này anh chị em lên thổ cư nữa thoải mái nha. Ở đây là quy hoạch là nguyên khu là đất ở. Xem bản đồ quy hoạch thì chúng ta thấy diện tích phủ hồng rất nhiều nè các bạn. Đó, ra cái đường màu đỏ đỏ này là đường nhựa nè. Là chưa đầy 100 m ha, khoảng 80 m à. Rồi mình quẹo trái là ra khu vực trường học. Trường tiểu học Thanh Điền. Chỗ này thì công ty nhà xưởng rất là nhiều nha. Ra hướng ủy ban nè, cũng khoảng cây rưỡi nữa các bạn. Nhà thờ, chùa là ở đây có đầy đủ cho mình hết. Chợ đó, chợ Thanh Điền nè, trường học các cấp là đầy đủ ha. Cách quốc lộ 22B đó là khoảng cây rưỡi nha. Đây có trường dạy lái xe luôn. Cụm công nghiệp Thanh Điền ở đây. Đây là ngã tư Thanh Điền nè. Cách ngã tư này là 1,5 km. Bây giờ mình sẽ đi từ đường quốc lộ 22B hướng từ đường 30/4 từ Vincom hướng từ Sài Gòn đi lên nè các bạn, tới ngã tư Thanh Điền. Mình chỉ đường cho các bạn từ khu vực này nha. Quẹo phải là về bến xe Tây Ninh, chợ Tây Ninh. Còn chạy thẳng là mình tới trường lái xe hướng ra chợ Thanh Điền. Quẹo trái vô trục đường 786 nha các bạn, hướng đi về khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài nè. Thì từ ngã tư mình chạy 1 km là tới ngã tư Vinayo, ngay chỗ đó là có cái trường học ha. Đường này lộ giới 45 m và là tuyến đường cửa ngõ.
đi từ cửa khẩu tới một bài về thành phố Tây Ninh các bạn. Đó, ngã tư Vinayo quẹo bên tay phải cũng hướng ra chợ luôn. Thì chúng ta sẽ quẹo trái vô đường nhựa này là đường số 57 các bạn. Đi vô 500m là tới nhà nha. Anh chị em nào thích vị trí này và quan tâm, mình liên hệ trực tiếp với lại chị Yến là chính chủ luôn ha. Số điện thoại là 0938 533 658, 0938 533 658. Giá toàn bộ nhà và đất là 1 tỷ 250 triệu. Chị Yến nó còn thương lượng nữa. Còn anh chị em nghĩ sao về hiện trạng và tiềm năng của căn nhà và vị trí khu vực này? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này, giao lưu cùng với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác ha. Còn bây giờ, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.